Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Harry Potter. Mình đang quay lại chỗ nhà ông Hagrid và mình đang tìm con khỉ của ông ấy nhưng vẫn chưa tìm được. Con khỉ ổng trốn đâu mất luôn rồi. Chúng ta gặp nó được có 2 lần thôi rồi nó trốn luôn. Trốn mất tâm mất tích luôn rồi. Bây giờ ông có thể chỉ cho cháu biết con khỉ ông có chiêu gì nữa không? Giờ không thấy. Cái nhà này có thuộc về ông hay không? Ông đã từng học ở trỏng thì ông vô nhà nào chứ phải là nhà này phải của ông hay không? Chúng ta không tìm thấy con khỉ thì sao đây? Chúng ta có thể reset quest được không ta? Chúng ta coi thử coi. Đầu reset game chứ không có reset quest được. Nhiệm vụ là như vậy mà thôi. Rồi bây giờ khó khăn rồi đây, ban ngày mình đã chạy ở đây rất lâu nhưng mà mình không hề thấy con khỉ ở đâu hết trơn hết á. Ê, nó chạy ra tới ngoài kia luôn rồi kìa. Thiệt tình. Và bây giờ chúng ta sẽ quất bình thuốc tàng hình vô. Để chúng ta đã tàng hình rồi nha các bạn. Và nó có dịch chuyển đi hay không? Mình cứ nghĩ là nó chia đẳng thôi chứ nó không có đi đâu xa xôi hết trơn hết á. Ai dè nó lại chạy ra đây và nó cũng đi mất tiêu luôn. Ủa, vậy rồi sao? Nó chơi vậy rồi sao? Không lẽ chúng ta phải chạy nhanh thiệt nhanh tới xong gõ đầu nó một cái? Chắc phải vậy quá các bạn. Chứ giờ nó trốn mất hoài à. Nó chạy ra tới ngoài đó luôn. Bây giờ mình sẽ lên trên này mình coi thử coi những chỗ mà nó từng xuất hiện. Nó đã quay lại đẳng. Bây giờ chúng ta nên đi vòng ra phía sau. Mình không có coi được thời gian hiệu lực của bình thuốc. Giống như cái này là chơi đuổi bắt vậy đó. Rồi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Kỳ ta. Không hiểu. Làm sao để chúng ta có thể bắt được nó? Nó đứng ở đâu đó quanh đây nữa đúng không? Chúng ta coi thử coi. Đó nó kìa. Và làm sao để không cho nó tàn hình nữa? Tung chiêu hả ta? Bây giờ chúng ta uống thuốc tàn hình rồi, chúng ta đâu có làm được gì nữa đâu. Giờ nó đứng ở đó, khi mình tới gần là nó biến mất các bạn. Chúng ta có thuốc gì chơi nó không? Chúng ta có thể mở được hành trang nhưng mà không thấy cây gậy đũa phép. Không có cây gậy phép sao chơi. Rồi làm sao đây? Hui. Ây, được rồi nè. À, bạn chỉ cần chạy thiệt nhanh tới là xong thôi. Rồi đó, bắt được con khỉ rồi đó. Mừng quá. Giờ cháu đã thuần hóa được nó rồi đó hả? Rồi nó cũng làm cho ta khổ nhiều lắm. Bây giờ thật vui khi mà nó cũng đã tin tưởng cháu như vậy. Và bây giờ cái bộ lông của nó được sử dụng để nấu thuốc tàng hình đó cháu. Cháu có thể lấy vài cọng lông về. Rồi tuyệt vời. Cảm ơn ông nhiều luôn. Chúng ta có con khỉ ở đây nè. Ủa, nếu mà mình bắt nó được ở ngoài kia vậy nó đứng ngoài kia luôn hả? Vậy cũng không hay lắm ha. Và bây giờ chúng ta hãy coi. Giờ mình sẽ đi về trường đi. Chúng ta đã quay trở lại nhà vệ sinh nữ. Và bây giờ ta hãy vô trong này khám phá có điều gì bí ẩn ở trong đây. Chỗ này ghê quá các bạn. Và rớt xuống nước. Tại sao chúng ta lại rớt xuống nước? Có cần bình thuốc thở dưới nước hay không? Và ở chỗ này có xài được cái gì hay không? Giờ ta coi coi. Ủa nó vẫn chưa hết thuốc kia nữa hả? Chết tôi rồi. Chúng ta vẫn tàng hình. Ủa sao hiện thân người lên rồi nhưng mà thuốc tàng hình thì sao? Cái điều đó rất là quan trọng đó nha. Chỗ này là sao? Chỗ này có chỗ đi xuống và bên đây cũng có chỗ đi tới. Chỗ này có đường đi gì nữa nè? Sao nhiều đường đi quá vậy? Bên kia có cái gì? Bên kia có tiền kìa các bạn. Có tiền, lấy tiền. Có được những bình thuốc lấy. Và có tiền nè. Được 4 đồng. Rồi chúng ta nhìn lên trên.
bên chỗ bên kia có đường gì đó. Giờ mình qua đây coi. Ở đây chúng ta phải phá cửa đi vô. Ê, ê, khoan, đâu có cái cây quan chơi được đâu. Chơi kỳ nha. Giờ chắc phải đăng nhập lại hay sao quá à. Giờ dưới này tôi nghi lắm. Đó, nó kìa, nó thấy tôi rồi, không? Thiệt tình. Bây giờ chắc chúng ta sẽ cần phải đăng nhập lại một cái. Nhảy lên nào là nhảy lên nào. Nhảy lên nào là nhảy lên nào. Không lên được. Con xương nó chỉ đứng ở đó thôi và cho một phát banh chành nha cưng. Ở đó mà nhảy lên hả? Ôi còn cái tay kìa. Vẫn đang cố gắng nhảy lên. Và mấy con bên kia đang làm gì đó. Ê nó đi lên kìa. Giờ mình cũng lấy sẵn cái kiếm ra nữa nè các bạn. Vô đây vô đây vô đây. Vô đây. Có cái kiếm chém luôn. Khóa dữ. Và có cái kiếm chém luôn đó nha. Đừng có chọc tôi đó. Ủa banh chành rồi hả? Tan xác luôn. Có gì ở đây không? Sao còn bé này nữa? Enchanted skeleton. Và rớt gì đây? Vàng. Đồ. Giờ chúng ta lên trên đây. Đi qua đây một cái. Wow. Đường này không đi được. Chỗ này không có phá được. Đây. Không phá được. Ở đây thì có đồ. Lấy. Và chúng ta vừa có một cái gì đó. Nó tên là Armor Base. Để mình coi thử. Đây là gì? Clothing hả? Cái này bận vô. Một trong những cái đồ có thể xài được đó nha. Chúng ta có áo giáp. Một cái đôi giày bằng sắt. Để đeo ở dưới chân. Và đường này không còn đi được nữa. Phải quay lại rồi. Quay lại phía bên kia. Ở đây thì cũng không đi được luôn. Nhìn một cái thôi. Vô chổng nhìn là chính. Ê quên. Lên đầu trên kia. Lên đây nè. Qua bên kia. Chúng ta hãy nhắm về hướng bên này đi. Và có con gì không? Có con gì là chơi con đó à? Có con gì ra đây không? Lát nữa nó có con gì ghê lắm nè. Hụt. Giác kiếm ra. Phù thủy chơi kỳ. Phù thủy chơi đánh hụt cái. Giác kiếm ra liền. Và còn cái tai hả? Nghi còn cái tai lắm nha. Còn cái tai nè. Ở đó mà còn cái tai hả cưng? Cái tai. Cái tai này quậy nè. Khẽ một cây. Và đầu bên kia. Hí. Còn lại cái đầu kìa. Ghê quá. Cho một kiếm nè. Rất đơn giản. Và ta có bột xương. Rồi đầu này có gì nữa không? Hí. Không có. Đi thôi. Ta đang khám phá đường cống ngầm bên dưới nhà vệ sinh nữ. Và nhìn qua đầu bên đây có một con xương. Rồi xong rồi. Giờ đổi phép này để chưởng liên tục. Chưởng nè, chưởng nè, chưởng nè. Và đằng kia hả? Enchanted Skeleton Archer. Con đó có thể bắn cung. Nó là một con lính. Một cốt binh. Cầm cây cung. Chúng ta qua bên đây coi còn không. Hết chưa? Vẫn còn cốt binh kìa. Wow. Mạnh dữ ta. Rồi để mình đổi phép một cái. Đâu rồi? Phép này nè. Cho banh xác luôn. Một phát là banh xác luôn. Phải dậy mới được. Và trong này có gì không? Chưa thấy. Đầu bên kia thấy có một con nữa kìa. Cho banh xác luôn. Giỡn mặt. Còn không? Còn cái tai các bạn. Còn cái tai kìa. Và khoan. Khoan. Banh chành luôn nha cưng. Còn cái tai thôi. Và chặt cái tai. Ê, khẽ tai. Gõ cái tai một cái. Ở đó mà bò bò bằng cái tai nữa. Và coi bộ chỗ này nó không có được thân thiện lắm. Rồi xong, hụt rồi. Chúng ta chơi kiếm đi. Chúng ta chém cái rớt tay, rớt chân, rớt đầu ra tùm lum hết trơn luôn kìa. Rồi còn gì không? Nãy thấy có cái tay đâu rồi.
Hết rồi đúng không? Và chỗ này nghi quá à. Có một con bên kia. Bùm. Ow. Còn một con nữa. Chúng ta đang chờ hồi chiêu. Phép thuật đang hồi lại. Con này mất đầu rồi các bạn. Bùm. Rồi. Đó là cốt binh không đầu. Và bùm nè. Bùm. Ghê chưa. Rồi còn cốt binh nào không? Hết rồi. Rồi chúng ta qua đây. Nhìn. Chắc phải xuống dưới rồi đó. Và có con gì bên dưới kìa. Con đó là con gì? Con đó là con gì mà mình đập nó luôn rồi ta? Rồi chúng ta có thể thở được ở dưới nước bằng bình thuốc. Và có bình thuốc hay không? Có chỗ thở. Đó là những con quỷ. Ơi có một con nữa kìa. Không, đừng tới đây. Tới đây làm gì? Hả? Tới đây để làm gì? Đâu rồi, chỗ nào để thở đâu rồi? Ủa mình lên trên này luôn á hả? Ghê vậy ta. Chắc chúng ta phải xài bình thuốc thở dưới nước đi. Chúng ta có bình thuốc đó không? Đó là water breathing đúng không? Chúng ta coi thử coi thuốc đó. Nhớ hôm bữa là có một bình. Rồi nó nằm ở đâu rồi? Nó nằm ở đâu rồi? Nếu không nằm ở dưới thì nằm ở trên đầu. Có ấm lên trên đầu nhanh được không? Lên trên đầu. Coi bình thuốc thở dưới nước cái coi. Đâu rồi? Cái nào là... Đây, Gill Liquid. Và Consume. Uống một cái. Rồi uống. Và vô đây con. Hết nhiều chuyện. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Giỡn hả? Ở đó mà cắn với cạp. Rồi ta coi thử coi. Ổ thùng không. Chơi kỳ ta. Chơi mà chơi thùng không. Cho nổ lộn rồi. Nổ lộn rồi, vô chặt nó đi. Thấy ghét nó quá. Mấy con này. Nổ bành xác luôn đi. Còn một con nữa kìa. Không. Sao nó tấn công? Chúng ta bị dính chất độc. Dính chất độc. Bắt đầu không ưa những con đó rồi đó nha. Rồi chúng ta đi lên thôi. Rồi mình coi thử coi. Đường này dẫn đi đâu đây? Và ta bơi qua. Đầu trên này. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Sao tụi nó đông quá vậy? Và đường bên đây đúng không? Đây có gì? Đây bơi lên ơi. Bơi lên thôi. Nhưng mà chúng ta muốn đi coi thử bên đây còn gì không thì sẽ vòng lại anh cái. Chỉ còn mấy cái con này thôi các bạn. Rồi hết rồi đó. Xung quanh đây là hết rồi đó. Thôi chúng ta đi luôn đi. Không còn gì thú vị ở đây hết. Giỡn mặt hả cưng? Đừng có chọc tôi. Lại thêm một con xương nữa. Đi ra nghe chưa? Đi ra nghe chưa? Đi ra chỗ khác. Đi ra. Ở đây có gì đâu mà cứ chui chui vô hoài và thêm lũ chuột nữa kìa. Banh chành nghe con. Rồi lấy cái kiếm đi. Ào, nó cắn mình. Chưa chết nữa. Dai vậy? Mấy con chuột dai quá. Rồi và có gì bên đây không? Chưa thấy có gì đặc biệt. Và có một vụ nổ để xử hết lũ chuột. Chúng ta có được gì đây? Rất là được đuôi chuột. Ôi nó hù mình. Hù ai cũng hù tôi hả cưng. Chắc chúng ta sẽ phải chạy lên đằng trước luôn á. Ở đường bên đây không có cái đường gì đi hết. Và có con chuột kìa. Ào, đằng sau cũng có con chuột. Sao đằng nào cũng có con chuột hết trơn vậy? Đằng này có đường gì? Đằng đó chắc sẽ có một món gì đó. Banh chành nha. Có không? Rồi rất tiếc là không có. Wow. Làm bậy nha cưng. Ở đó mà cứ bắn. Rồi con xương kia có mũi tên nó bắn nữa kìa. Bùm. Vụ nổ này mạnh lắm.
có thể hạ gục được mấy con này nhanh chóng. Ấy, mình đi, mình không để ý tới con này luôn á. Con này cầm kiếm luôn nè. Ê da, cầm kiếm hả cưng? Chúng ta sẽ cần phải mở cửa bên đây. Rồi khoan, để coi bên kia cái đã các bạn. Mở cửa bên này nữa, chúng ta có hai cửa. Phép thuật mở cửa. Alo Homora, mở lên. Rồi và qua đây. Đường này có bộ không phải. Phải qua đầu bên kia. Qua đầu bên kia. Rồi đầu này là đi ra thôi đúng không? Tại ham vui một cái á mà. Rồi đi vô trong đây. Nhìn xung quanh liền. Mở cửa cho tôi. Sao có dấu hiệu con rắn vậy ta? Rồi và bắt đầu chúng ta sẽ phải xử lý đám xương. Vô đây. Chưa trúng tụi nó. Giờ chúng ta sẽ cần phải làm gì đây? Nhìn vô đây thì cần phải kéo gì đó. Và chắc chắn là phải xử lý cái đám này trước. Tại vì nó sẽ ồn ào lắm. Coi nó gãy cái chân rồi kìa. Nó đang bò ở dưới kìa. Đang nằm chờ. Nằm chờ. Xong nha. Xuống dưới lấy đồ các bạn. Giờ trước sau chúng ta cũng phải xuống thôi. Giờ đi coi một vòng. Ở đây còn một con nữa. Rồi đánh hụt rồi. Đi coi thử coi còn con nào nữa không. Chơi một lượt luôn. Có không? Bên đầu này có gì đó. Chúng ta sẽ cần... Tôi thấy rồi nha. Đừng có làm trò đó với tôi. Đó. Lũ Mandrake. Nó đang la ó âm sầm. Rồi chúng ta lấy tuyệt chiêu. Đi. Qua đây. Đi qua đây. Đẩy vô trong đó. Để coi nó mở được cửa gì. Vậy vậy. Để vô trong. Và mở được cửa bên đây. Rồi mình sẽ cần phải chỉnh phép một cái. Chúng ta chỉnh phép. Chuẩn bị tinh thần. Có chiến đấu là chơi luôn. Qua đây để kéo cầu dao nè. Và nó đưa cái đó lên. Đưa lên. Rồi sao nó kéo đầu bên kia lên được. Trên đây chúng ta có đường leo lên không? Có đường leo lên. Và phải kéo qua bên đó. Bây giờ chắc phải kéo qua bên này trước mới kéo qua bên kia được. Rồi phải đi vòng qua hả? Thuy. À. Tính nhảy qua luôn mà không được. Bắt buộc chúng ta phải đi vòng qua. Rồi giờ lấy chiêu. Phải có chiêu mới chơi được. Hút đem qua. Rồi leo lên thử coi. Phía bên trên đó chắc chắn sẽ phải có gì đó. Đây nè. Đó. Có gì đó để chúng ta có thể làm được gì đó ở trên đây. Rồi mình sẽ cần phải chỉnh lại cái chiêu kia. Chúng ta cần phải lấy cái cục đi lên. Rồi cục đó. Rút từ dưới đem lên. Đem lên đây. Qua đây nè. Bỏ vô. Rồi bỏ vô. Chắc nó sẽ kéo cái cây bên kia lên đó các bạn. Nó kéo cái cây bên kia lên. Bây giờ làm sao qua bển? Chúng ta có thể điều khiển từ xa không? Thử coi, nếu điều khiển từ xa được thì hay. Không điều khiển từ xa được. Vậy sao đi ta? Ta bị làm chậm. Rất chậm luôn. Có cái bịch tai nào không? Sao không thấy cái bịch tai nào hết trơn vậy? Phải có cái bịch tai nào chứ. Khu vực này không có đồ bịch tai rồi. Rồi bây giờ mệt rồi đây. Hồi nãy chúng ta kéo cầu dao là bên kia nó kéo cái đó lên rồi đúng không? Nó kéo cái này lên. Bây giờ phải qua được bên đó. Mà qua bên đó đâu phải đơn giản các bạn. Đó, đi tới đây là nghe tiếng la ó sùm rồi. Không có đi qua được. Giống như một bức tường nó ngăn cản mình rồi. Mình không có đi được.
chắc phải parkour hay sao đó quá, chứ giờ không có đường lên, chơi như vậy sao đi ta? Mẹ leo lên trên đó, leo lên trên đó rồi nhảy lên trên đây. À, chỗ đó nó cản đường đi qua không được, không thể đi qua luôn á. À, bây giờ nếu mà chúng ta rút cái cục này lên, cái vấn đề là rút cái cục này đi á thì nó cũng không được. Giờ để mình kiểm tra thử coi chúng ta có mấy cục, cái chúng ta chỉ có một cục thôi nè, một cục mà rút cái cục này đi bỏ xuống dưới nó mở cái cửa ra, nhưng mà nó không có mở kia. Mình vừa đi xuống dưới đây thì phát hiện là cửa bên hông đã mở, phải vậy chứ mới làm được. Còn nếu người ta làm như hồi nãy là không thể nào có thể vượt qua được hết trơn hết á. Rồi giờ ta sẽ cần phải kéo cục này qua bên kia. Qua bển. Mấy con đó bắt đầu la ó om sùm nữa kìa. Mặc dù chúng ta chưa đi tới nữa đó. Rồi vòng ngược lại các bạn. Vòng qua chỗ bên kia. Ở đây nhìn lá cây thì tưởng lên được nhưng mà lên không được. Tại vì chỗ này cao quá, không chỗ nào có thể nhảy lên được hết trơn rồi đó. Người ta thiết kế, người ta cũng tính hết trơn rồi. Không để chúng ta vượt qua một cách dễ dàng gì được đâu. Và vô đây kéo cục đó qua. Rồi, và ta đã giải được câu đố khó khăn. Vô trong này. Bắt đầu tối thui. Rồi, giờ phải chơi Lumos. Thắp sáng lên. Tối thui vậy mà còn chưa chịu tôi thắp sáng nữa. Bên đây. Và vô trong này. Đường tối. Có sợi dây xích. Và nhìn qua nhìn lại. Đường tối sao thấy ghê quá. Đây là đâu? Đây là đi đâu? Đi ngược lại là đi đâu? Chúng ta đang đi đâu? Sao đường này dài quá vậy? Con đường này dẫn đi đâu? Và tại sao nó lại đi ra đây? Đây có phải là mê cung hay không? Giống như một mê cung. Rồi mê cung. Chính xác là mê cung luôn. Và nó có gì bên dưới này? Hồi nãy có đường bên kia mình thấy rồi. Giờ mình chỉ muốn đi khám phá những cái đường còn lại thôi. Oh yeah. Rồi và chúng ta mở đèn lên. Vậy là đường bên kia chúng ta phải đi trước. Chúng ta phải vòng lại rồi đó. Giờ nhớ đường vòng lại không đây? Nãy đi xa thấy ghê quá. Có cái chỗ này nè, đi xa thiệt xa luôn, dài thiệt dài, lâu thiệt lâu. Đó, và chúng ta đi thẳng qua bên kia luôn. Ủa. Tưởng gì, ở đây là đường cùng. Rồi, vậy chỗ đó đúng rồi, quay lại bên đó. Đi vô đường cục mà tưởng chỗ đó chúng ta sẽ cần phải vô coi. Lần sau rút kinh nghiệm chạy vô coi trước rồi đi tiếp ha. Anh ta đi xuống, ta vòng qua, vòng lên đây. Đi thẳng, hình như là vòng lên đây nữa. Rồi quẹo phải, quẹo trái. Là ra tới nơi. Lấy tuyệt chiêu ra liền. Chuẩn bị hạ con Sương đang đứng ở đó. Đâu rồi? Mấy con? Hai ba con, ba bốn con gì đó. Tất cả hãy vô đây cho tôi. Đúng rồi. Và chơi một phát. Đẩy con này ra. Đẩy con này ra trước. Rồi dụ mấy con khác vô. Hello, vô đây. Chúng ta có chiêu lại là chúng ta chơi một đám cho nó khỏe các bạn. Và Chamber of Secret. Đây là căn phòng bí mật. Wow. Chúng ta tốn cả một buổi đi dưới đường ống cống tối tăm dơ bẩn để kiếm được căn phòng bí mật. Và căn phòng này có bí mật gì? Và căn phòng bí mật này có thể dịch chuyển bằng cái này được không? Chúng ta coi thử coi. Đây là Chamber of Secret đúng không? Có không? Có không? Lên phía trên đang dòm. Chamber đâu? Ủa không có hả? Vậy chứ chỗ này là nằm đâu? Căn phòng bí mật này sẽ có bí mật gì đây? Và chúng ta sẽ giải bí mật này bằng cách kéo cái này xuống một cái và cánh cửa đã mở ra. Đây là đâu? À!
tôi biết đây là đâu rồi. Có ai không biết đây là đâu hay không? Ở đây là một nơi rất là nguy hiểm. Và có con gì kìa. Ho 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 ho. Và có một bộ xương của một con rắn đang nằm ở tại đây. Ha 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 ha. Rồi đầu bên này có gì không? Trong đó tối quá. Chúng ta xuống dưới ngó thử coi. Đường bên đây tối quá. Thôi cố gắng căng con mắt ra dòm cái đi. Tại vì trong đó nó cũng không có gì hết trơn hết á. Cho nên chúng ta có thể đi lên đây được nè. Rồi và có một khuôn mặt rất là bí ẩn ở ngay tại đây. Ghê không? Đúng là căn phòng bí mật mà. Rồi bên này có gì đây? Hả? Ai đó? Ai đó? Đây là gì? Mở ra chúng ta được gì? Được cái kiếm nữa. Rồi chúng ta vô căn phòng bí mật là kiếm được những thứ này á hả? Wow. Rồi có đường ra không? Giờ có đường ra hay không mới quan trọng. Giờ vô được căn phòng bí mật rồi, có đi ra được không? Nơi này là gì? Nơi kia là gì? Ủa đây làm gì ta? Ở đây có vẻ như là chúng ta sẽ có thể lên phía trên đó được. Có vẻ như là sẽ có đường đi ngay tại đây. Nhưng mà sao mình cảm giác nó chặn mình lại vậy ta? Tôi đang đi lên nè. Và chúng ta có thể bơi theo dòng nước mát để lên trên đây. Nơi này là cuối đường. Trong này tối thui luôn á. Mình cũng đang căng con mắt ra để dòm. Trên kia không có đi được. Chỗ này có gì không? Chỗ này cũng không lên được các bạn. Và có xương con rắn. Và chúng ta đã khám phá ra căn phòng bí mật thôi. Rồi bên đó cũng không có gì luôn á. Ghê thiệt ha. Và ở đây phải mà nó thắp sáng lên thì nó sẽ đẹp hơn. Còn chỗ này tối quá. Chúng ta có gì bên đó, có gì bên đó. Cái này có bị chặn lại không? Ồ, có đường đi kìa. Có đường đi, đây là dẫn đi đâu? Bây giờ chắc mọi người cũng hết thấy rồi cái gì. Giờ để mình coi thử coi chúng ta bật luôn mod được không? Không bật được luôn á. Không bật luôn mod được. Rồi lấy chiêu một cái. Và nó đi ra đây thôi. Giờ để mình thử đi trong bóng tối lần mò trong đây. Có vụ nổ có phát sáng lên được không? Không có. Trên đây nó có một chút ánh sáng. Và phía cuối đường hầm này là gì? Chúng ta phát hiện ra căn phòng bí mật. Nhưng mà chưa có thấy điều gì đặc biệt ở căn phòng bí mật này hết. Rồi và như vậy là ta sẽ có đường lên ở ngay tại đây. Đường lên ở đây. Và bạn có thể đi lên trên này. Kéo này một cái. Đóng cửa căn phòng bí mật lại. Và kéo một cái. Mở cửa ra. Có ánh sáng phía cuối đường hầm kìa. Rồi chúng ta kéo một cái. Nó đóng cửa lại. Wow, nó đóng cửa lại rồi. Không. Mở cửa ra cho tôi. Rồi, và chúng ta hãy chạy lại đầu bên kia. Ở đây phải mà nó sáng hơn thì nó sẽ đẹp hơn nhiều ha. Nhưng mà nó quá tối tăm đi. Ghê thật. Chúng ta ra tới đây rồi. Và trên đó có một chút ánh sáng chiếu xuống một cái mặt. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay chúng ta đã khám phá ở bên dưới nhà vệ sinh nữ và tìm thấy được căn phòng bí mật. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây và gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.